mọi người. Mọi người ơi, hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người một cây không còn lạ gì với chúng ta nữa mọi người ơi. Cây kim tiền hay còn gọi là cây phát tài đó. Đây ạ. Đang mọc mầm ra xinh lắm mọi người ạ. Đây. Cái chỗ nó không xinh luôn ấy. Cây kim tiền này là một loại cây phong thủy rồi, nó mang đến cho mình cái may mắn này, đó, tài lộc cho mình đấy. Thì cây kim tiền này còn hay gọi là cây kim tiền này, cây kim phát tài này, cây kim tiền để bàn, cây kim tiền nội thất nhiều lắm mọi người ơi. Nó xuất phát từ Trung Phi nhá mọi người, cái nguồn gốc của nó là từ Trung Phi và nó mới sang du nhập tại các nước châu Á đó. Thì cây kim tiền này là một loài cây mà có thân to và khỏe, mọng nước và phình to ở dưới gốc của nó. Đây. Đây mọi người. Đó, đây ạ. Đấy. Lá của nó dạng lép dạng to. Nó lép và to. Cuốn lá thì ngắn và phiến lá dày xanh thẫm, sáng bóng rất là đẹp, cây thường có tuổi thọ rất là dài nhá mọi người ạ. Thì cây kim tiền này thì nó có ra hoa vào đầu đồng, hoa của nó hình trụ và dài mọc từ gốc lên, hoa của nó có uốn lượn như là hoa văn này. Thêm vào đó là hoa này có một lá bọc lấy này, khi hoa nở sẽ bung ra để lộ hoa và cây kim tiền nở to đẹp màu trắng. Cây ra hoa tượng trưng cho cái sự may mắn của mình. Cây kim tiền này thì có kích thước khoảng 15 đến 40 cm nhé mọi người. Giá thành của nó thì cũng rất là rẻ luôn mọi người ạ. Mọi người muốn biết chi tiết hơn thì mọi người có thể gọi vào số hotline của showroom để có thể trao đổi trực tiếp với mình nhé. Đây mọi người ơi. Cây kim tiền này rất là nhiều ý nghĩa này. Nếu kim mà tượng trưng cho phát tài thì tiền thì đại diện cho cái giàu có, phú quý, giàu sang đó. Đồn rằng là ai mà sở hữu cái cây kim tiền này trong nhà sẽ mang lại cho dòng chủ của mình này. Nếu mà mình làm doanh nghiệp, mình làm ăn thì cây kim tiền này sẽ giúp cho mình làm ăn phát đạt hơn này, nhân sự này, và doanh thu của mình phát triển theo số nhân nhé mọi người, không phải cộng nữa mà là số nhân nhé. Nó có thể mang lại tiền tài rất là tốt cho bản thân của mình và cho cái công việc của mình. Là nhân viên thì sự nghiệp nó sẽ hanh thông và thăng quan tiến chức. Đấy. Đặt ở trong nhà thì gia môn sung túc này, tiền tài như nước, gia đình luôn ấm êm đó. Thì đọc nhà đặt ở cây này trong nhà thì sẽ giúp cho cái học hành của mình sáng dạng hơn này, ngũ hành tương trợ và thi đâu đỗ đó. Cây kim tiền này thì nó mang nhiều ý nghĩa đấy, nên là cây kim tiền này thì theo mệnh thì nó hầu như là hợp hết với tất cả các mệnh, giống như là cây vạn lộc hay là cây cây hạnh phúc đó, là nó hợp với cả tất cả các mệnh luôn. Bất kỳ ai thuộc mệnh nào hoặc là tuổi nào thì đều cũng có thể trồng cái cây kim tiền này làm cảnh này, nội thất và thu hút tiền tài, tiền lộc với tài lộc cho bản thân của mình, cho gia đình của mình. Tuy nhiên thì khi trồng cây này thì cần lưu ý với những cây may mắn này sau. Thứ nhất là đối với những người mệnh mộc và hỏa thì kim tiền này thì thuộc cái mệnh mà nên những người mệnh này phù hợp để trồng cây kim tiền nhất, bởi vì ngũ hành tương sinh thì mộc sinh hỏa, đó là điều vô cùng tuyệt vời rồi.
Còn đối với người mệnh thổ thì thổ là cái đất nuôi dưỡng cho cây phát triển, nên là chọn cây trồng cho nó màu đỏ, màu cam, màu hồng, màu tím thì nó sẽ giúp cho người mệnh hỏa nó sẽ bổ sinh đấy, bổ trợ tương sinh á. Người mà mệnh thủy, mệnh kim thì có thể trồng trong chậu màu trắng, màu vàng và màu có thể tương trợ cho cái mệnh thủy và mệnh kim đó. Đó, kim sinh thủy, thủy sinh mộc mà. Đây, màu này rất là hợp với mệnh thủy và mệnh kim đó mọi người. Mình là mệnh kim nên là mình cảm thấy nó rất là đẹp và hợp với mình ấy. Mình là mệnh kim nhá mọi người. Đó. Về tác dụng của loài cây kim tiền này, thì cây kim tiền này thì nó có tác dụng ra sao? Kim tiền này thì sáng bóng này, màu mỡ này, vươn thẳng đầy sức sống. Mua cái chậu cây kim tiền này đặt ở vị trí bàn làm việc của mình thì hay là trong nhà của mình đấy, thì thi thoảng mệt mỏi ngồi ngắm những cái cây mầm xanh như thế này đâm chồi nảy mầm đó, giúp cho lòng của mình thanh thản hơn, đỡ mệt nhọc hơn đó mọi người, giúp cho mình cảm giác thoải mái. Kim tiền này thì có cây kim tiền này thì nó có khả năng là loại bỏ các khí hóa chất độc hại đó, có khi là cái nguồn không khí như là máy lọc không khí hiệu quả đảm bảo cho sức khỏe của chúng ta. Kim tiền cũng là một loại cây cảnh được làm quà tặng rất là ưa chuộng, tặng sinh nhật nè, khai trương nè, tặng bạn bè với những cái lời chúc tâm ý cho cuộc sống luôn may mắn thành đạt và tấn tài tấn lộc đó. Một số vị trí mà có thể đặt cái kim tiền này thì có thể đặt ở tiền sảnh này, đại sảnh này, ở các văn phòng hay là mặt phố, không gian giúp cho cây nó, giúp cho cây phát triển tốt, quang hợp tốt, đón tiền tài, tài lộc cho cả cái gia đình, cả tòa nhà mà mình để cái cây này nữa. Đó, cái kim tiền này thì dân văn phòng, dân kinh doanh liên quan đến tiền bạc rất là thích. Thăng quan tiến chức này, văn phong trôi chảy và thuận lợi thăng tiến công chức của. Và đặt cây kim tiền này ở cửa sổ ban công, đặt cây này tại cửa sổ ban công sẽ giúp điều hòa không khí và trang trí nội thất hiện đại nhá mọi người, rất là đẹp. Lưu ý là cây kim tiền này mang dương khí mạnh mẽ và mất cân bằng âm dương, nên là tuyệt đối không để chậu cây này trong phòng ngủ, bởi vì phòng ngủ là cần trung hòa âm dương để có thể không ảnh hưởng đến giấc ngủ của chúng ta. Để sở hữu một chậu kim tiền đẹp như thế này thì hợp với phong thủy sẽ mang lại nhiều tài lộc cho gia chủ của chúng ta đấy. Quý quá mọi người ơi, và cách chăm sóc của cây kim tiền này là một loại cây mà nó sinh trưởng rất là tốt và sinh trưởng nhanh, dễ trồng và cần rất là ít công sức mình chăm sóc cây này. Nhưng để mà giúp cho việc chăm sóc cho cây đạt hiệu quả tốt nhất thì chúng ta sẽ chọn cái cây mà phải mạnh này, không bị sâu và cần phải chăm sóc đúng kỹ thuật nhá. Đó. Thì nước tưới thì chỉ cần tưới một tuần mình tưới một lần thôi mọi người, không cần phải tưới nhiều. Cây kim tiền này không cần phải tưới nhiều nha mọi người. Cây này rất là tốt và nó cái thân của nó hút nước rất là tốt và trữ nước, giữ nước. Đấy, khoảng 4-5 tuần thì mang ra phơi để ở ngoài để có thể tưới ướt đẫm, mà 4-5 tuần bố đấy thì mình để ở ngoài mình tưới đẫm nước vô đó, và không cần phải tưới nhiều nước đâu, rất là dễ sống, dễ chăm sóc. Về ánh sáng thì kim tiền này ưa sáng và chịu bóng tốt, nên là tuy nhiên thì cũng phải mang cái cây này ra để có mặt chiếu vào trực tiếp qua thời gian dài. Cây làm bị vàng lá là do có thể là thiếu ánh sáng hoặc là do cây không đủ ánh sáng nữa mọi người, thì mình có thể mang ra ngoài ban công cửa sổ để hấp thụ ánh sáng quang hợp tốt hơn. Nhiệt độ thì cây này thích hợp để nhiệt độ khoảng 25 đến 27 độ C nha mọi người. Thì cây vàng rụng là do nhiệt độ dưới 18 độ C. Đấy. Nếu mà cây mà để dưới nhiệt độ thấp quá, dưới 5 độ C là cây chết nhá, mọi người không thể sống được đâu. Đấy, về dinh dưỡng thì cần cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây phát triển và cây phát chuẩn bị đẻ nhánh thì chúng ta phải bón phân để
sử dụng phân lân NPK này giúp giúp cho cây nó bổ sung dinh dưỡng cho cây này, bón phân cách 10 cm để tránh sốt sốt cây chết đó. Và mình ngừa sâu bệnh thôi. Nếu mà bị bàn lá thì mình cắt tỉa đi đó mọi người. Nếu mà bị côn trùng tấn công mặt dưới mặt lá thì mình cắt bỏ đi, mình bỏ đi là được, rất là dễ. Nếu mà các bạn đang tìm một cái chậu cây kim tiền để trang trí nhà ở nội thất của chúng ta thì chúng ta đừng ngần ngại nhé. Chúng ta đừng ngần ngại, hãy liên hệ qua shop showroom Bà Chính Cây Đời. Hãy ấn ngay vào số gọi hotline luôn cho mình để mình tư vấn cho mọi người nhé mọi người. Và bên mình ship toàn quốc nhé mọi người, bên mình ship toàn quốc nên là mọi người đừng có e ngại gì, mọi người hãy mạnh dạn và gọi cho mình, mình sẽ tư vấn cho mọi người trực tiếp luôn nhé mọi người. Đấy, nếu có mọi vấn đề thắc mắc gì thì mình sẽ giải đáp cho mọi người cái thắc mắc đó và tư vấn nhiệt tình những mẫu cây mà bây giờ showroom mình đang có. Các bạn cần cây gì trung tiểu đại bên mình đều có hết cho mọi người, mình sẽ đáp ứng hết tất cả các nhu cầu của mọi người đó, mình sẽ cung cấp hết tất cả các nhu cầu của mọi người, là mình sẽ đáp ứng những thắc mắc của mọi người. Mọi người muốn mua cây to nhỏ cỡ nào, dài bao nhiêu, cao bao nhiêu và cái chiều ngang của nó bao nhiêu sen, mình cũng có thể đáp ứng hết tất cả mọi người nhé. Thì mình có để số hotline và địa chỉ trên tường này, mọi người có thể ấn vào số để liên hệ với mình và mình sẽ giải đáp cái thắc mắc của mọi người nhé mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, bye bye mọi người. Có gì mọi người hãy liên hệ với mình nhé, mình sẽ chăm sóc khách hàng rất là tốt.